Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh thông tin của HiCom Care. Chúng tôi là đơn vị quản lý kế hoạch NDIS Plan Management, nói tiếng Việt, dành cho người Việt, được đăng ký và công nhận bởi NDIS, chương trình bảo hiểm quốc gia cho người khuyết tật tại Úc. Trong video tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 5 điều quan trọng cần biết về Support Category, Assistance with Daily Living, trợ giúp trong cuộc sống hàng ngày. Hạng mục tài trợ này nhằm hỗ trợ những người tham gia NDIS trong cuộc sống hàng ngày, giúp họ có thể độc lập và tự chủ hơn trong mọi việc. Hỗ trợ này có thể thay đổi tùy theo trường hợp cá nhân của mỗi người tham gia và có thể được cung cấp ở nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả nhà riêng của quý vị. Đây là những loại hỗ trợ mà quý vị sẽ thường thấy ở dưới mục Core Support Budget. Assistance with Daily Personal Activities, hỗ trợ các hoạt động cá nhân thường ngày. Assistance with Household Tasks, hỗ trợ các công việc gia đình. Assistance in Shared Living Arrangements, hỗ trợ sắp xếp sinh hoạt chung. Supported Independent Living, Short-Term Accommodation and Assistance, hỗ trợ nơi ở ngắn hạn. Theo NDIS, cuộc sống hàng ngày là những công việc thường xuyên xảy ra và lặp lại hàng ngày, chẳng hạn như thức giấc, mặc quần áo, ăn uống và nấu nướng. Để xin được tài trợ này, người tham gia phải chứng minh được rằng tình trạng khuyết tật gây nên những khó khăn cho họ trong việc thực hiện những hoạt động này. Một số ví dụ cho những dịch vụ có thể được tài trợ đó là trợ giúp chuẩn bị và thực hiện những việc cơ bản trong ngày, ví dụ như tắm rửa, thay quần áo, giúp quý vị tham gia vào những hoạt động cộng đồng bao gồm việc đưa đón hoặc đi cùng với quý vị trên các phương tiện công cộng, trợ giúp làm công việc gia đình, thực hiện những dịch vụ liên quan đến sân vườn, giúp quý vị nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn, hỗ trợ một vài dịch vụ liên quan đến sức khỏe và luyện tập thể chất, hỗ trợ đưa quý vị đến các cuộc hẹn cho những dịch vụ khác. Những dịch vụ không được tài trợ là những dịch vụ không liên quan đến tình trạng khuyết tật của người tham gia. Ví dụ như chi phí cho những loại đồ ăn làm sẵn, bao gồm cả những loại đồ ăn được giao, chi phí cho các dịch vụ gia đình, ví dụ như những loại dụng cụ để làm công việc vệ sinh, dọn dẹp, các loại đồ dùng cá nhân không có liên quan đến tình trạng khuyết tật, ví dụ như đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, các khoản thanh toán tiền nhà, ăn ở hoặc nợ mortgage, vé tham gia các sự kiện, events, hòa nhạc, xem phim. Không phải tất cả những người tham gia NDIS đều nhận được hỗ trợ này ở trong bản plan. NDIS sẽ đánh giá trên từng trường hợp riêng biệt. Tùy vào tình trạng khuyết tật, NDIS sẽ quyết định xem quý vị có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ hay không và số tiền được phân bổ. Số tiền này được ước tính dựa trên số giờ mà họ nghĩ quý vị sẽ cần đến, nhân với chi phí cho từng giờ dựa theo giá quy định trong NDIS Price Guide. Ngoài Core Support, những hỗ trợ liên quan đến Daily Living còn được phân bổ ở dưới mục Capacity Building với tên gọi Improved Daily Living Skills. Tuy nhiên, các loại hỗ trợ này tập trung vào việc giúp người tham gia sẽ nâng cao kỹ năng sống độc lập và nâng cao thể chất với mục đích lâu dài là họ sẽ không cần phải sử dụng nhiều đến các loại hỗ trợ nữa. Những hỗ trợ này bao gồm dụng cụ trị liệu hoặc trainings. Vừa rồi là 5 điều cần biết về Support Category, Assistance with Daily Living, trợ giúp trong cuộc sống hàng ngày. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, hãy like và share video cũng như trang Facebook của chúng tôi. Nếu quý vị còn bất cứ thắc mắc nào cho chủ đề ngày hôm nay, xin hãy liên hệ với chúng tôi, HiComCare, đơn vị quản lý kế hoạch quỹ NDIS, nói tiếng Việt, dành cho người Việt tại Úc.